37 phẩm trợ đạo. Bài pháp thứ 6: Tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ gồm có: 1. Quán thân trên thân. 2. Quán thọ trên thọ. 3. Quán tâm trên tâm. 4. Quán pháp trên pháp. Pháp môn tứ niệm xứ là một pháp môn tu tập để chứng đạo. Pháp môn này là một pháp môn rất quan trọng cho sự chứng đạo. Nếu ai không tu tập pháp môn này thì không bao giờ chứng đạo. Cho nên chúng ta cần phải thông suốt đường lối tu tập như thế nào đúng và như thế nào sai. Một lần nữa, chúng tôi xin nhắc quý vị phải tu tập pháp môn tứ chánh cần, rồi sau mới tu tập đến pháp môn tứ niệm xứ. Nếu không biết thì đừng tu tập, kẻo có tu tập thì chỉ uổng công mà thôi. Đừng nghe nói pháp môn tứ niệm xứ mà ham tu cao. Pháp môn tứ niệm xứ dành cho những bậc giới luật nghiêm túc, dành cho những bậc tâm đã bất động trước các ác pháp và các cảm thọ, chứ không phải pháp môn này ai muốn tu tập là cũng tu tập được. Nếu quý vị tu tập mà không biết khả năng trình độ của mình thì đó là tu tập sai pháp. Xin quý vị cần quan tâm. Dưới đây là pháp môn tứ niệm xứ, một pháp môn dành cho những người đã tu tập xong ngũ căn, ngũ lực và tứ chánh cần. Tứ niệm xứ là pháp môn thứ 6 của Phật giáo. Theo lời dạy của Đức Phật còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy, tứ niệm xứ theo Bát Chánh Đạo thì nó là chánh niệm. Vậy trạng thái chánh niệm như thế nào? Trạng thái chánh niệm là một trạng thái tâm bất động, thanh thản, an lạc, vô sự. Tâm luôn luôn tỉnh giác trên bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Cho nên tứ niệm xứ gọi là trên thân quán thân. Tuy nói rằng trên thân quán thân, nhưng sự thật là trên thân quán cả bốn chỗ: thân, thọ, tâm, pháp. Tuy nói bốn pháp, chớ khi tu tập chỉ có tu tập một pháp, trên thân quán thân mà thôi. Pháp môn tứ niệm xứ là pháp môn nhiếp tâm bất động cuối cùng của Phật giáo. Vì chính người tu tập sống được với tâm bất động là đã chứng đạo. Ở đây không còn tu pháp môn nào khác nữa. Cho nên pháp môn tứ niệm xứ được xem là pháp môn tu tập cuối cùng của Phật giáo, gọi là chánh niệm. Nơi đây tất cả năng lực làm chủ thân tâm sẽ được xuất hiện trên mảnh đất bất động. Bảy giác chi cũng xuất hiện đầy đủ trên tâm bất động này. Vì thế quý vị đừng vội vàng tu tập tứ niệm xứ, mà nên xét lại tâm mình đã bất động chưa. Nếu tâm bất động thì mới tu tập tứ niệm xứ, còn chưa thì nên trở lại tu tập pháp môn tứ chánh cần. Bài pháp thứ 7: Thất giác chi. 1. Niệm giác chi. 2. Tinh tấn giác chi. 3. Khinh an giác chi. 4. Hỷ giác chi. 5. Định giác chi. 6. Xả giác chi. 7. Trạch pháp giác chi. Trên đây là 7 pháp. Pháp thứ 7 của Phật giáo theo lời dạy của Đức Phật còn ghi lại trong kinh sách Nguyên Thủy. Khi chúng ta tu tập tác ý tâm bất động mà chỉ còn có một tâm bất động từ giờ này đến giờ khác, mà không có một niệm nào xen vào chỗ tâm bất động, là chúng ta đã đạt được niệm giác chi. Niệm giác chi tức là tâm bất động trên tứ niệm xứ, trên thân quán thân. Lúc nào chúng ta cũng thấy siêng năng trong trạng thái thân tâm bất động trên tứ niệm xứ thì đó là tinh tấn giác chi xuất hiện. Trên trạng thái tinh tấn giác chi xuất hiện, tâm bất động, an lạc, nhẹ nhàng thì đó là khinh an giác chi xuất hiện. Trên trạng thái khinh an giác chi có một niềm vui hoan hỷ thì đó là hỷ giác chi xuất hiện.
Trên trạng thái hỷ giác chi kéo dài từ ngày này sang ngày khác mà không mất trạng thái này là định giác chi xuất hiện. Trên trạng thái định giác chi này kéo dài mãi suốt 7 ngày đêm, không có một niệm nào xen vô xen ra, thì đó là xả giác chi. Khi xả giác chi xuất hiện thì tâm ly dục, ly ác pháp hoàn toàn. Lúc bấy giờ tâm không còn ngũ triền cái và 7 kiết sử nữa. Khi ngũ triền cái và thất kiết sử bị diệt trừ tận gốc thì trạch pháp giác chi xuất hiện. Bài pháp thứ 8: Tứ như ý túc. Tứ như ý túc gồm có: 1. Định như ý túc. 2. Tinh tấn như ý túc. 3. Tuệ như ý túc. 4. Dục như ý túc. Trên đây là 4 pháp của tứ như ý túc. Pháp môn này là pháp môn thứ 8 của Phật giáo. Theo lời dạy của Đức Phật còn ghi lại trong Kinh Nguyên Thủy, tổng cộng lại tất cả các pháp tu tập của Đạo Phật là chúng ta có đúng 37 pháp môn. Ngoài 37 pháp môn này, để thực hiện trọn đủ trong chương trình Bát Chánh Đạo thì không còn pháp môn nào khác nữa. Bài pháp thứ 9: Căn cứ vào đâu mà biết 37 phẩm trợ đạo là của Phật giáo? Do đâu chúng tôi căn cứ mà biết 37 pháp môn này là của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng? Do từ các kinh sách Nguyên Thủy. Xin quý vị hãy nghiên cứu tạng kinh Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch từ tiếng Pali sang Việt ngữ. Nhất là chúng tôi căn cứ vào bài pháp thức ăn trong kinh Nikaya để giải nghĩa rõ ràng. Vậy chúng ta hãy lắng nghe Đức Phật dạy. Này các tỳ kheo, cái gì là thức ăn cho minh giải thoát, tức tam minh? 7 giác chi cần phải trả lời như vậy. Minh giải thoát tức là 3 minh: 1. Túc mạng minh, 2. Thiên nhãn minh, 3. Lậu tận minh. Túc mạng minh là một trí tuệ siêu việt của Phật giáo. Ai tu hành có được trí tuệ này thì nhìn về quá khứ biết rõ nhiều đời, nhiều kiếp của mình và của những người khác. Biết kiếp trước chúng ta sinh ở nước nào, làng nào, xã nào, huyện nào, tỉnh nào, tên gì, họ gì, nghèo, giàu đều biết rất rõ. Nhờ trí tuệ này mới biết người chết đây, sinh kia, chớ không có linh hồn đi đầu thai xuống địa ngục hay lên thiên đàng, hay sống theo con cháu 49 ngày để làm tuần, làm tự, rồi mới tái sanh kiếp khác. Thiên nhãn minh là một trí tuệ thứ hai. Nó quan sát không gian vũ trụ, không chỗ nào là không thấy. Không có một vật gì trong không gian vũ trụ mà nó bỏ sót, dù vật ấy rất nhỏ như hạt di trần. Sư Đức Phật dùng thiên nhãn minh nhìn vào một ly nước và tuyên bố rằng trong ly nước có vô lượng trùng. Thời gian đó ít ai tin, nhưng thời đại khoa học có kiến hiển vi và thiên văn kính, họ bảo rằng Đức Phật nói không sai. Lậu tận minh là một trí tuệ thứ ba thấu suốt mọi vật, mọi pháp trên thế gian này. Không có pháp nào thường còn, toàn là vô thường. Không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, chỉ là theo các duyên hợp mà thành ra vạn vật, vạn pháp, rồi cũng theo các duyên tan mà vạn vật, vạn pháp hoại diệt, chứ không có một đấng vạn năng nào sinh thành và cũng không có một đấng sa tăng nào diệt vạn vật. Cho nên không ai làm khổ mình và mình cũng không làm khổ ai. Chỉ có 12 duyên tan hợp mà khổ đau trùng trùng diễn tiếp khổ này đến khổ khác. Do trí tuệ lậu tận minh mà Đức Phật thấy con người sống trong lậu hoặc nên chịu đau khổ vô vàn. Người tu hành muốn có được 3 trí tuệ này thì phải thực hiện tâm bất động trên tứ niệm xứ 7 ngày đêm. Khi sống được 7 ngày đêm tâm bất động thì 7 năng lực giác chi lần lượt xuất hiện.